Vâng, em xin mến chào toàn thể các bác đã đến với video của kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Thưa các bác, rất vui khi ngày hôm nay chúng em mới về được 10 cục trầm, hay gọi là 10 cục sắp đến từ thương hiệu BK. Khoảng độ 3-4 tháng trước chúng em về được một lô và đã hết ngay. Nhưng từ đó đến bây giờ không còn hàng để cho chúng em nhập nữa. Hàng của BK Audio làm trầm họ làm rất hay, nên là nhiều đơn vị, nhiều đại lý nhập cùng một lúc, dẫn đến cái việc là cháy hàng và công ty không sản xuất kịp. Chúng em hôm nay nhập về được 10 chiếc các bác nhé, để phục vụ các bác. Giới thiệu với các bác luôn, vừa về là phải mở hộp cũng như là khui siêu, đánh giá nhanh và cũng như là giới thiệu cho các bác này. Đầu tiên, trầm của BK Audio trang bị là loa bát đường kính là 30cm, được công ty Anh Quân nhập khẩu chính hãng các bác nhé. Loa được nhập khẩu chính hãng nên là các bác yên tâm, sẽ được bên kiểm định đánh giá về cái mặt là chất lượng so với cái giá thành rồi, cho nên là chúng ta yên tâm về mặt linh kiện, chất lượng âm thanh, vân vân và vân vân, cũng như là bảo hành chính hãng thì luôn mang lại cái sự bảo hành nó an tâm nhất. Khi các bác xảy ra lỗi, hãng công ty sẽ thay thế cho các bác những cái linh kiện nó chính hãng này, cũng như là nó phù hợp nhất, nó nguyên bản nhất, dẫn đến chất lượng âm thanh nó nguyên bản. Nếu như các bác mua hàng bãi đi, xảy ra sự cố thì sẽ rất là phiền. Thứ nhất là các bác phải mang tìm những cái chỗ sửa đồ âm thanh uy tín này, họ sửa tốt thì mới mang lại được cái chất âm nó nguyên bản như nhà sản xuất. Nếu như các bác chọn nơi sản xuất không tốt, họ chỉ thay cho các bác những cái linh kiện, ví dụ như là lên được tiếng thôi, còn chất âm thì họ không đảm bảo, bởi vì họ không phải là kỹ sư âm thanh. Đó là rất nhiều lợi ích khi các bác mua hàng chính hãng các bác nhé. Tem bảo hành của hãng đấy ạ. Chúng ta khi mua thì bên em sẽ đánh dấu vào tháng, vào năm, rất rõ ràng. Nguồn gốc xuất xứ rồi, em sẽ đi đến phần ngoại hình. Chiếc trầm bát 30 này cực kỳ nhỏ gọn các bạn. Về phía trước các bác, nó tạo thành một khối vuông, cả bề ngang và bề dọc nó bằng nhau, tạo thành một khối vuông rất là đẹp, rất hầm hố. Bề sâu thì sao? Bề sâu em sẽ áng trưng cho các bác là khoảng là 45cm bề sâu. 45cm bề sâu trầm thì em thấy nó không quá lớn. Các bác có thể để cạnh tủ tivi, rất là phù hợp đúng không ạ? Màu đen thì là nhã nhặn, để môi trường nào thì cũng rất là hợp rồi. Thiết kế nhỏ gọn, phù hợp gia đình, nhỏ xinh đúng không ạ? Tay sách ở hai bên. Thế này để cho mỗi người một bên đấy ạ. Khi chúng ta di chuyển rất là dễ dàng. Nhiều chiếc không có tay sách đâu. Về mặt sau, mặt sau thì các bác nhìn ngay này, các bác sẽ phân biệt được ngay, đây là một mạch công suất tốt. Và thông báo với các bác luôn về công suất của em này. Công suất liên tục của em nó là 450W, rất là lớn luôn. Công suất rất lớn các bác nhé, cho ra cái chất âm nó sâu và cái độ phóng âm thanh nó rất là xa. Tức là cái độ to mồm của em này phải ngang với trầm hơi 40 ạ. Khẳng định với các bác là như vậy. Các bác có thể là tới cửa hàng với chúng em sẽ mở cho các bác so sánh giữa trầm điện 30 này với những sản phẩm trầm hơi bát 40 bên em. Thực sự em này rất to mồm, rất hay. Rồi em sẽ quay kỹ cho bác về thông số ở đây này. Chúng ta sẽ có nút đảo pha, rất tiện đảo pha nhá, để cho bác đồng bộ pha giữa chiếc trầm này với loa chính, ví dụ như loa full, loa nằm đấy ạ, để cho hai thiết bị trầm và loa nó đánh cùng một nhịp, lên xuống cùng một nhịp, âm thanh nó sẽ hòa quyện, nó sẽ hay. Tránh trường hợp là các bác không chỉnh pha, không đảo pha nó phù hợp, tiếng nó lệch nhau, nó triệt tiêu nhau, nghe nó rất là rối ạ. Volume đây á, chiếc áp volume ạ. Tiếp theo là chiếc áp cắt súp nhá. Cắt súp này thì các bác nên tinh chỉnh cho em. Ví dụ như chúng ta chơi nhạc nọ nhạc kia thì chất bát nó ra phải khác nhau đúng không ạ? Và cũng như là hát karaoke chẳng hạn. Hát karaoke thì các bác có thể là vặn lên trên phần 150Hz để cho nó thoát một chút lời, cho tiếng ca của chúng ta nó ấm hơn, nó dày dặn hơn. Hay nhất là các bác sẽ chỉnh. Còn các bác muốn nhạc nào cũng nhảy, nhạc nào cũng chơi hay thì các bác cứ để giữa. Đây là tín hiệu vào bằng
AV đỏ trắng này, hoặc là các bác có thể là vào bằng Canon chuyên nghiệp. Và bằng Canon ba chân thì nó sẽ tránh được hiện tượng là nhiễu, nhiễu tiếng, oxy và cũng như là truyền tín hiệu nó tốt nhất. Và đây em sẽ đọc cho bác về phần công suất nhá. Giải tần khuếch đại của em nó là 30Hz đến 180Hz, tức là nó khuếch đại cho bác là toàn bộ là giải trầm, 30Hz là rất sâu. Tai người chỉ nghe được cái tiếng trầm là 60Hz thôi. Vậy 30Hz các bác có nghe được không? Không các bạn. Các bác sẽ cảm nhận được. Đó, ví dụ như nó hơi cảm giác nó rung ngực, nó rung đầu một chút thì đó là giải 30Hz. Nó rất là sâu, nó tác động đến cơ thể chúng ta rất là hay. Và đảm bảo với các bác giải sâu thế của em nó không gây hiện tượng đau đầu. Tiếng rất là sâu, mềm tai, dễ dàng, dễ chịu ạ. Đến 180Hz. Và đường công suất vào, đường công suất vào của em nó là 500W. Trầm điện nên là các bác không lo về đường công suất đâu nhé. Chúng ta không cần sử dụng công suất của đây. Các bác chỉ cần là cắm dây nồi cơm điện vào đây. Công suất cần có là 500W. Công suất ra thấp nhất là 300. Công suất thấp nhất ạ. Khi các bác mở nhỏ đấy. Và trở kháng là 8 ohm như bình thường. Đó, ngoại hình tổng quan nó là như vậy. Rất đẹp, rất bắt mắt, e căng là cực kỳ chắc chắn. Đây các bác có thể nhìn là phần ốc làm rất tỉ mỉ, e căng, căng làm họa tiết hoa văn này. Quay kỹ cho các bác. Đó, các bác thấy không ạ? E căng và bên trong là lớp lưới nhé, lớp lưới vải để cho chúng ta tránh bụi đấy ạ. Và nhiều bác thích là chơi trầm nó nộ ra cái mặt bát. Tức là các bác không dùng cái căn cũng đều đẹp, đều được. Bên trong em này là màng loa màu trắng cực kỳ đẹp, nên là các bác chơi không cái căn đều ok. Để cho tiện các bác cũng như là các bác muốn hiểu rõ hơn với chiếc trầm của mình thì em đã tháo sẵn một chiếc bên cạnh cũng tương tự, cũng đều là trầm bát 30 của BK đây, để soi cho các bác về cái phần là mạch công suất của em nó. Rất đẹp các bác nhá. Nội thất cũng như là các linh kiện đều là linh kiện cao cấp, hiện đại. Đây, nguồn xuyến đồng. Nguồn xuyến đồng 100%. Ghi rõ điện trở và cũng như là các thông số của nguồn xuyến đồng này. Các bác thường thấy những cái trầm giá rẻ họ sẽ trang bị là nguồn xuyến vuông. Nhưng nguồn xuyến vuông cái thứ nhất công suất sẽ không đủ đáp ứng. Đã, công suất của nguồn xuyến vuông sẽ yếu này. Đồng thời, nguồn xuyến vuông nó sẽ phát ra những từ trường không cần thiết ra xung quanh. Nó sẽ phát lung tung ạ. Nó sẽ tác động tới những mạch điện tử của chúng ta, tác động đến những linh kiện điện tử xử lý âm thanh, lúc đó sẽ gây ra hiện tượng méo tiếng. Còn bây giờ hiện đại người ta luôn là sử dụng xuyến đồng. Cái từ trường từ tính phát ra từ xuyến đồng nó sẽ chạy xung quanh bên trong, nó không phát ra bên ngoài, nên là những cái thiết bị điện tử của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng, xử lý âm thanh sẽ là mượt mà nhất. Linh kiện rất đẹp nhé, em sẽ quay kỹ hơn cho bác này. Tụ sẽ là tụ xuất âm, sẽ là tụ có trị số lớn, để em đọc cho bác này. 4700mF 63V, nguồn xuyến đồng cực kỳ lớn. Mạch tản nhiệt đằng sau rất là thoáng mát, cũng rất là nhiều khay để cho nó tiếp xúc, diện tích tiếp xúc với không khí được nhiều nhất, làm mát tốt nhất, mạch tối ưu cho trầm bát 30. Nói như vậy là đã khá là chi tiết về chiếc trầm này rồi phải không ạ? Bây giờ thì cuối cùng em sẽ mở chất âm lên, mở nhạc lên và mong muốn các bác là đeo tai nghe giúp em. Đeo tai nghe thì chúng ta sẽ phần nào cảm nhận được tiếng trầm sâu của em nó. Còn thực sự để test trầm tốt nhất là các bác hãy đến tận cửa hàng, đúng không ạ? Và mời các bác cùng lắng nghe. Vâng, em đã kết nối xong truyền tín hiệu từ TV xuống đẩy công suất xuống trầm của chúng ta rồi. Mời các bác cùng lắng nghe. Thank you.
nhạc đang bắt đầu lên rồi ạ. Vâng, các bác có cảm nhận được không ạ? Mong rằng qua một đoạn nhạc ngắn vừa rồi, các bác đã cảm nhận phần nào được cái chất âm hay, cái chất siêu trầm của em sáp này. Cảm ơn các bác đã đón xem video từ đầu video tới giờ. Các bác muốn biết mức giá của BK Audio, xin gọi tới số 0978 503 822. Chúng em không đưa ra mức giá ngay, cụ thể ngay, bởi vì chiếc trầm này sẽ có mức giá dao động, thay đổi theo từng thời gian. Ví dụ như hôm nay chúng em đăng video này, vài tháng sau các bác mới xem được video và mới gọi tới thì lúc đó giá chiếc trầm này sẽ thay đổi. Và thưa các bác, hàng điện tử thường thường nó sẽ rẻ đi chứ nó không tăng lên đâu ạ, nên các bác cứ sẵn sàng gọi tới chúng em hỏi giá thôi, không cần phải chốt ngay để có thể là cân nhắc. Các bác nhé, gọi cho chúng em 0978 503 822. Cảm ơn các bác.